Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình xin làm một cái video nói về cách test của cái trạm CO2 cũng như là cái nguyên lý hoạt động của cái trạm CO2 các bạn. Đây là một trong những lĩnh vực nó cực kỳ là phức tạp mà trong cái hệ thống quản lý của các bạn phó ba nhé. Hôm nay mình xin làm một video nói về cặn kẽ về cách test của cái hệ thống CO2 này cũng như là cái nguyên lý hoạt động của nó. Thì trước khi nói về cách test cái trạm CO2 này, mình xin hướng dẫn như sau. Cái trạm CO2 này có hai cách test. Cách test thứ nhất là chúng ta sẽ test còi và đèn. Và cái test thứ hai là chúng ta test bằng gió. Có nghĩa là chúng ta lấy gió từ dưới buồng máy, tới điện buồng máy xin gió, coi những cái gió đến cái CO2 nha các bạn. Thì việc đầu tiên mình xin hướng dẫn cho các bạn là cách test của cái trạm CO2 này. Thì sau khi các bạn vào cảng, mình thêm chú ý thêm là cái CO2 này test tuyệt đối là các bạn ở trên biển các bạn không test nhé, chỉ tàu nằm trong cầu thôi, bởi vì khi tàu trên biển các bạn test thì nhiều lúc nó sẽ đánh các hệ thống an toàn, nó sẽ bảo vệ, nó sẽ đánh sập cả máy chính chẳng hạn. Cho nên để an toàn là chúng ta cứ để vào bờ chúng ta test cho an toàn nha các bạn. Thì cái quy trình test cái này cũng cực kỳ đơn giản thôi. Thì ở mỗi một tàu, ở cái trạm CO2 chúng ta sẽ có một cái hộp như này. Hộp này nó sẽ đựng hai chai khí, chai A và chai B, và một cái chìa khóa đây. Đây, trong trường hợp khẩn cấp thì mình đập lấy chìa khóa đây, còn thường mình test mình dùng một chìa khóa sơ cua đây. Và khi test này thì các bạn chỉ cần cắm chìa khóa vào đây. Các bạn cắm vào đây là mình đang chạy biển nên mình sẽ không test nhé, mình chỉ hướng dẫn vậy thôi. Các bạn sẽ cắm chìa khóa vào cái ổ khóa này và các bạn mở cái hộp này ra. Khi các bạn mở cái hộp này ra, đồng thời chuông báo động còi và đèn ở dưới buồng máy nó sẽ kêu loạn ở trong cabin, nó kêu lên để cho anh em biết đây là mình đang chuẩn bị xả CO2 nhé. Và khi mình test thì mình cũng thông báo trước anh em là thông báo loa công cộng là mình chuẩn bị test trạm hệ thống CO2 để cho anh em đang làm những việc ở trên cao hoặc là những cái việc gì để anh em không giật mình nhé, mà để người ta biết. Và khi các bạn mở ra, đồng thời mở cái ô cửa ra, đồng thời là còi và đèn nó sẽ kêu loạn lên để cho anh em dưới buồng máy người ta biết để người ta thoát lên. Và đồng thời là các quạt thông gió của tàu đấy nó sẽ ngắt hết, nó đánh sập hết. Để mục đích gì? Đánh sập và để cho đỡ bị thoát cái bị tránh cái thất thoát cái lượng CO2 ra ngoài đây các bạn, ảnh hưởng nhiều công tác dập cháy. Đấy, vừa rồi mình nói cái phương pháp là phương pháp test còi và đèn. Còn cái thứ hai là chúng ta test, nó là test gió. Bởi nhiều lúc BNC người ta sẽ test, hoặc người ta sẽ hỏi xem là người ta sẽ yêu cầu là test xem các họng CO2 phun ra nó có được thông không như các bạn. Thì cái phương pháp test gió rất đơn giản thôi, như tàu mình đây. Trước khi test gió thì các bạn điện xuống máy các bạn xin gió với áp lực khoảng 6 cân hoặc 7 cân đấy, tùy các bạn. Đây cái ống gió được ở tàu mình đây. Các bạn điện xuống và khi máy người ta cho gió thì đây cái van khóa chậm gió này. Đây của mình có hai đường, đường này là đường xuống hầm hàng, đường này là đường ra hầm hàng. Điều khiển bởi các tay van hầm 1, hầm 2, hầm 3. Và cái đường này tiếp tục nó chạy ra đây. Đây đường gió buồng máy đây. Và nó chạy xuống cái ống này. Đây mình là cái van chặn xuống buồng máy nha các bạn. Thì các bạn khi các bạn xin gió thì các bạn coi như cái gió đấy là CO2. Và BSC người ta sẽ đứng ở đầu của các họng xả CO2 đấy. Và sau đó là mình mở, ví dụ như tôi đây, tôi mở cái này ra. Là tôi mở cái van chặn ra thì khi gió nó ở các cái đầu họng ở dưới buồng máy mà nó thông suốt thì nó ok, nó sẽ cho qua. Và cũng tương tự như ở hầm hàng vậy, khi bạn mở van gió cái buồng máy ra này, nó chạy với cái tay điều khiển ở đây. Ví dụ tôi định xả xe ở hầm 1 chẳng hạn, tôi sẽ dùng van để tôi xả. Nếu hầm 1 mà BSC người ta đứng đấy, người ta thấy có lượng gió ra ngoài thì ok, như vậy là mình đã thành công. Đấy thì cái cách test của cái trạm CO2 tôi xin dừng lại đây, bởi đấy có hai cách test, một là test còi và đèn, hai là test gió. Và bây giờ sẽ đến phần tôi nói cái nguyên lý hoạt động của cái trạm CO2 này nha các bạn. Thì tùy từng mỗi tàu nó có một cái cách bố trí cũng như cách cấu tạo của cái trạm CO2 nó khác nhau, nhưng về cơ bản thì nó là giống nhau. Nên hôm nay tôi làm về cái nguyên lý hoạt động của cái trạm CO2 của tàu tôi nhé. Thì từ đấy các bạn có thể tìm hiểu để các bạn liên tưởng đến cái tàu của các bạn nhé. Thì đối với cái nguyên lý hoạt động của trạm CO2 này, chúng ta xả CO2 ra thì gồm có 3 bước, gồm có 3 cách nha các bạn. Một là xả bằng gió, đây xả bằng chai gió, xả bằng hai chai gió trong này. Hai là chúng ta
xả thủ công, đó là giật bằng tay. Đây, chúng ta giật bằng tay từng cùng từng một tổ hợp. Đây, tổ hợp lên 5-10 chai, 5 chai, bên này 10 chai, bên này 10 chai, từng tổ hợp tùy vào đợt đám cháy. Và cái thứ ba là chúng ta ví dụ đám cháy nó quá nhỏ, chúng ta sợ xả hết cả tổ hợp ra nó lãng phí CO2 thì chúng ta có thể là dùng thủ công là bật đi từng tay một, chúng ta mở từng van một. Dùng bao nhiêu chai thì mình mở một đấy chai, 2 chai mở 2 chai, 3 chai mở 3 chai nha các bạn. Thì anh tốt biển. Còn đây, đấy là ba cách và bây giờ mình xin nói cụ thể từng cách. Đấy, cách thứ nhất là mình xả bằng chai gió. Thì ví dụ trường hợp đám cháy ở hầm hàng hoặc đám cháy ở dưới buồng máy xảy ra một cuộc đám cháy lớn thì chúng ta muốn dập một cuộc đám cháy quá lớn, có nghĩa chúng ta sử dụng hết bằng đấy cái chai CO2 ở trong đây, thì mình sẽ dùng cái phương pháp là dùng chai gió này nhá, chai gió để kích hoạt cái trạm CO2 này, để một phát nó sẽ dập hết một cái chai và rất nhanh và tiện. Thì cái bước như sau, các bạn mở chìa khóa, các bạn đập kính ra, các bạn lấy chìa khóa trong trong đây và các bạn cắm vào cái lỗ, cắm vào ổ khóa, các bạn mở ra. Khi mở ra thì đồng thời nó chuông và còi, nhưng vừa rồi giống cái tét thôi, chuông và còi nó sẽ báo động ở trong dưới buồng máy cũng như trong cabin để nó báo động cho anh em biết là chúng ta chuẩn bị xả CO2. Các bạn vừa hoặc dùng loa công cộng nữa nhé, kết hợp loa công cộng nữa để anh em vừa dưới buồng máy người ta biết để người ta thoát ra ngoài, để chuẩn bị người ta mình báo họ chuẩn bị xả CO2. Sau khi còi và đèn đã được thoát, các bạn mở ra, còi và đèn nó kêu, đồng thời các cái quạt thông gió nó cũng sẽ đóng sập hết các cái máy móc, máy đèn thứ nó đã đóng sập hết quạt thông gió lại, để làm sao để phòng trường hợp, để cho nó trường hợp là CO2 bị thất thoát ra ngoài. Và sau khi các quạt thông gió được tắt, các bạn đi kiểm tra lại một loạt vòng quanh tàu, các lỗ lên xuống, các lỗ thoát hiểm cũng như lên xuống buồng máy nó được đóng chưa, các cửa thông gió các bạn đóng hết lại để tránh ngược xả CO2 nó bị ra ngoài, nó gây thất thoát nha các bạn. Và khi chúng ta kiểm tra xong rồi, ok, mọi cái thứ công tác xong rồi, bắt đầu chúng ta tiến hành là chúng ta mở chai gió, mở chai để kích hoạt. Trong này có hai chai, chai A, chai B. Thì cái chai thứ nhất mình mở ra thì là nó sẽ đây, khi các bạn mở chai A ra, gió khi gió được mở thì nó theo đường ống đồng nhé, đây có một đường ống đồng đây, đường ống đồng phía sau này chạy dọc theo trên đây, đây các bạn, đường ống đồng gió này, gió nó chạy đây. Đối với cái kết cấu của tàu mình thì khi gió nó chạy đây nó thổi bung cái này ra này, khi gió nó chạy thì nó sẽ thổi bung các chốt an toàn này ra, mà khi các chốt an toàn này thổi ra thì cái CO2 này nó sẽ được xả ra ngoài nha các bạn. CO2 nó khi nó được xả ra ngoài, tất cả các chai nó xả ra ngoài thì cái CO2 nó sau ống này đây nhá, tất cả các ống này nó theo ống này nó xả ra, nó theo đường ống này, nó theo đường ống to này đấy. Đây hai nhánh, nhánh này đây các bạn, đây chạy xuống đây và nó chạy xuống hầm hàng, đây là nhánh xuống hầm hàng và đôi đây tối tụi mình đây nó chạy đây, đây là xuống buồng máy. Thì tại buồng máy đây nó sẽ có một van chặn, ở hầm hàng kia thì nó cũng có van chặn, buồng máy nó có van chặn. Cái van chặn này được mở ra tốt này, đây khi CO2 nó được mở ra nó chạy cho đường ống và nó chờ sẵn ở đây rồi. Và khi CO2 mình mở chai A trước để nó kích hoạt, nó giật hết các cái van an toàn ở cái chai CO2 ra. Tiếp tục chúng ta mở chai B. Mở chai B là mục đích gì? Cái chai B này nó sẽ mục đích là đây. Cái ống đồng, khi mở chai B thì cái ống đồng gió này nó sẽ chạy nhá. Đây. Và nó thổi bung, nó thổi cái này lên, nó thổi đây nó sẽ dưới áp lực của cái chai gió ấy. Nó sẽ cái lẫy van này sẽ được đẩy lên này. Nó đẩy lên đây như các bạn. Dưới áp lực chai gió van này được đẩy lên. Khi van này đẩy lên thì đồng thời CO2 này ở trong ống này nó sẽ chờ sẵn đây rồi, nó sẽ được thoát ra và nó xuống buồng máy. Tương tự như vậy đối với hầm hàng cũng vậy. Khi CO2 nó chạy đây được nhánh ra hầm hàng nhá. Đây, nhánh ra hầm hàng. Đây. Nó xuống đây nó cũng bị van chặn bởi các tay van điều khiển này. Dù cháy hầm 1 thì chúng ta dùng hầm 1. Cháy hầm 2 thì xả hầm 2. Cháy hầm 3 ta xả hầm 3. Đối với cháy đám cháy lớn. Còn bây giờ đấy là phương pháp thứ nhất là bằng xả bằng chai gió đối với đám cháy lớn. Còn đối với đám cháy nhỏ thì sao? Thì đối với đám cháy nhỏ ta có hai phương pháp tiếp. Phương pháp thứ hai chúng ta giật và thủ công. Dù chúng ta dùng một phát 10 chai này. Đây tàu tôi nó sẽ 10 chai này. Thì các bạn đây, ở đây nó sẽ có các tay này, các bạn giật, các bạn dùng 10 chai, các bạn giật một tổ hợp 10 chai này nhé, 10 chai này. Khi các bạn giật cái này đây thì đồng thời cái này nó quay này, cái này thì ống quay đây, nó quay và nó giật bung cái chốt an toàn này ra đây này, đấy cái này nó quay sao, nó giật bung cái chốt an toàn này ra. Khi
cái chốt an toàn được giật ra thì cái xe vai sẽ được thoát ra ở trong cái chai này và nó bắt đầu tiếp tục vào đường ống nhá. Thì tương tự vậy, khi nó thoát ra thì nó lại xả vào các cái ống kia, giống như phương pháp xả gió thôi, thì chúng ta lại dùng các cái van chậm như này chúng ta xả. Trong trường hợp nữa sau 10 chai không đủ thì các bạn giật tiếp 10 chai nữa, các bạn giật tiếp, mà 10 chai đám cháy vẫn chưa tắt, các bạn lại giật tiếp, cứ giật bao giờ đám cháy nó tắt được thôi nha các bạn. Thì ưu điểm của phương pháp này dùng này là đỡ tốn CO2, cái phương pháp xả gió thì bắt buộc mình dùng hết lấy CO2 đối với trường hợp đám cháy lớn ấy, đám cháy nhỏ thì mình dùng phương pháp ấy. Còn trường hợp nữa là đối đám cháy cực nhỏ, nó nhỏ thôi mà nó mình cảm giác 10 chai này dùng nặng phí quá, thì mình có thể dùng phương pháp thứ ba, chúng ta đi mở chốt an toàn của từng chai một. Chúng ta mở chai một, mở từng chai một đấy các bạn, đây mở từng chai một, dùng 3 chai thì mở 3 chai, 4 chai mở 4 chai các bạn. Thì cái cách nó chỉ đơn giản vậy thôi, thì đối với tùy từng tàu nó sẽ có cái cách cấu tạo nó khác nhau, thì nhưng về cơ bản thì nó giống nhau. Các bạn có thể xem video này và các bạn tìm hiểu xem có trạm CO2 ở tàu của các bạn nó như thế nào để các bạn liên hệ nhé. Bởi vì cái hệ thống CO2 này cực kỳ, nó rất là phức tạp. Bởi bản thân tàu mình, khi mình làm video này mình hỏi ra thì mỗi người nó một kiểu. Mỗi người ta có một một kiểu khác nhau, thì mình tìm hiểu và mình hỏi cũng cả đội dịch vụ nó để cho mình ra làm một cái video sau nó sát và nó chuẩn xác nhất để cho anh em tìm hiểu nha các bạn. Thì hôm nay video này mình cũng xin được dừng tại đây. Thì có vấn đề gì anh em chưa hiểu thì cứ comment ở dưới hoặc liên hệ trực tiếp với mình nhé. Bởi vì giờ thực ra kênh của mình giờ anh em người ta bình luận quá nhiều, mà công việc của mình cũng bận nhiều video quá, thì cũng không có thời gian trả lời comment của các bạn được. Thì khả năng các bạn cứ gọi điện thẳng cho mình, kết bạn Zalo của mình nhé. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Còn một vấn đề nữa mình xin được nhắc lại cho các bạn nhé. Các bạn phải cực kỳ cẩn thận đối với test CO2 này. Các bạn không như các thiết bị khác, các bạn thể test ngoài biển, bởi vì cái này nó liên quan đến với hệ thống bảo vệ an toàn của máy chính cũng như máy đèn. Cho nên là lúc chúng ta chạy biển thì tuyệt đối thì thôi để rắc ra chúng ta đừng nên test. Bởi test thì trong trường hợp mà khẩn cấp, dù mà cần test chuẩn bị vào đăng kiểm hoặc là BSC thì cứ test cũng được thôi. Dù các bạn điện cho bùng lái xem cái vùng biển nó đủ rộng hay không, thì đấy sau đấy mình sẽ báo kép và báo cho bùng máy để mình test. Thì bởi vì nhiều khả năng như lúc các bạn test